dù anh đã được đá trong đội hình của câu lạc bộ Sông Lam ở những trận đấu tại Super League. Đó là một cơ hội cho các cầu thủ Sông Lam và kết thúc bằng cú dứt điểm của Heo Tò. Một cơ hội cực kỳ thuận lợi, tuy nhiên Heo Tò lại có pha đánh đầu không chuẩn xác. Pha chuyển bóng rất tốt. Đối thủ là Singoia của Indonesia. Pha bóng rất nguy hiểm. Một cú treo bóng cầu Âu của người Liberia. Rất may ở tình huống này thì thủ môn bên phía Sông Lam đã kịp thời lùi về và phản xử lý rất nhanh của thủ thành Nguyễn Mạnh. Bóng đang là Văn Quyến và Hoàng Linh. Và dứt điểm của Văn Quyến. Một tình huống lập bập, một trong những tình huống mà Văn Quyến để lại dấu ấn của mình đó là khả năng sút phạt. Đúng, tại sao tôi đang ăn mừng các bạn đi vững. Tuy nhiên đây là một cơ hội dứt điểm. Một cơ hội cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Và đó là pha dứt điểm nối rất nhanh của Trọng Hoàng. Một pha di chuyển hợp lý của Trọng Hoàng và theo cổ. Nguy hiểm. Tỷ số được mở cho các cầu thủ Tây Ban Nha. Thi đấu không thực sự lấn lướt, thậm chí còn bị dưới cơ. Tuy nhiên Tây Ban Nha đã có được bàn thắng mở tỷ số sau một tình huống phản công rất nhanh, và người lập công là Abdulmanap bin Mamat. Heo Tò sút bóng, thêm một cơ hội nữa bị bỏ lỡ của Heo Tò. Ngày hôm nay cầu thủ người Trinidad và Tobago bỏ lỡ rất nhiều các cơ hội. Còn lúc này trong đội hình của